Một buổi trưa thật là ngon miệng và chúc đội trưởng chúng ta thật là vui vẻ ấm áp. Xin chúc mừng. Vừa rồi quý vị quan khán của chúng ta đã được lắng nghe những lời phát biểu thật ấm áp và chân tình của vị đại diện bên gia đình của gia đình. Và kính thưa quý vị quan khách hiểu và ấm áp. Và ngày hôm nay đây tại ngôi nhà này có một bài thơ đã từng nói rằng thưa quý vị, ngôi nhà yêu thương cầm định ma, dòng ngoài tay đuôn ai cầm dùi rây thì dụng bụi ngọ. Như vậy là những món quà tuyệt vời nhất hôm nay đã khép lại cái thứ mừng ngôi nhà mới hôm nay. Xin mời chủ nhân của ngôi nhà chúng ta sẽ trở về bàn tiệc để chia sẻ niềm vui hôm nay. Xin chúc anh chị những điều tuyệt vời. Mời quý anh em phục vụ là gia đình chúng ta hãy mang những món quà đến gia đình và cho tôi ra. Xin mời quý anh em phục vụ. Thưa quý vị, mua vé máy bay, mua vé tàu, nhưng chắc chắn sẽ không ai bán một vé cho ta. Tối tiếp và đến tiếp chương trình chúng tôi xin hân hoan chào đón giọng hát của anh Abia. Xin mời anh Abia, hôm nay anh yêu thương cho người nhận. Và sau của anh Abia sẽ là ca khúc của em. Vậy
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.